Thưa chủ tịch, tôi nghe ạ. Sao cơ? Quan đánh nhau bị bắt đấy ạ? Dạ vâng, tôi sẽ qua ngay ạ. Chào chủ tịch ạ. Ê, đi đâu mà vội thế? Hay là lại chuyện của em họ thôi? Cùng là người một nhà cả, làm sao cậu phải học hành thế? Ai là người một nhà với anh? Không phải thì sao? Tôi ấy là anh họ của nó, còn cậu ấy thì thích cái An. Nhớ chẳng may sau này cậu thành em rể của tôi thì sao? Bớt nhảm nhí đi. Ê, em họ về rồi đấy à? Chú lo cho em lắm đấy. Đang đập phá đồ đạc ở nhà kia kìa. Ông ta lo cho danh tiếng của ông ta thì có ấy. Sao em lại nói thế nhở? Chú lo cho em thật đấy. Vì sợ tin đồn của em ấy lọt ra ngoài, sau này ấy không ai dám rước em đâu. Là sợ cổ phiếu của công ty bị rớt. Nhưng mà không sao, tôi đã xử lý gọn gàng cả rồi. Trước truyền thông, người thừa kế của công ty FVM vẫn là một người vô cùng ưu tú. Xử lý việc gọn gàng đâu ra đấy ấy, là cách làm của cậu Tân mà, phải không em họ? Còn không mau vào trong nói chuyện. Tôi không nói anh đâu. Mày tưởng chủ tịch trọng dụng mày ấy thì mày lên mặt với tao à? Cứ đợi đấy. Một tháng đánh nhau 3 lần, bỏ nhà đi 4 lần. Số tiền mà chủ tịch bỏ ra lo cho cô ấy đủ trả lương một tháng cho toàn bộ nhân viên trong công ty đấy. Vừa hay bố tôi lại chả có gì ngoài tiền. Cho dù tôi có gây sự ấy thì ông ta cũng cho anh mang tiền đến để giải quyết còn gì. Rốt cuộc thì tôi cũng chẳng biết tôi được thuê về làm thư ký riêng cho chủ tịch hay là làm thư ký riêng cho cô nữa. Đau! Anh trả thù tôi đấy à? Cứ cho là như vậy đi. Xong rồi đấy, cô về đi, không chủ tịch lo. Ông ấy không lo cho tôi đâu. Ông ấy còn muốn tôi biến đi, cho khuất mắt đi chứ. Cô không nằm ngủ được ở đây đâu, bởi vì đây là chỗ làm việc của tôi. Ở phòng anh tôi ngủ ngon hơn. Đừng làm phiền tôi nữa, để cho tôi ngủ đi. Cô gái này như con nhím sẵn sàng xù lông với cả thế giới, nhưng lại ngoan ngoãn ngủ ngon trước mặt tôi như vậy đấy. Alo, chủ tịch ạ. Ui, chủ tịch yên tâm đi. Kế hoạch lần này cháu chuẩn bị ấy, nó vô cùng là hoàn hảo. Người cháu ấy cũng đưa về cả rồi ạ. Dạ vâng ạ. Cháu chào chủ tịch. Mời vào. Mọi chuyện thế nào rồi anh? Em yên tâm đi. Kế hoạch lần này của anh ấy, chủ tịch rất là coi trọng. Giờ ấy, anh sẽ đưa em đến gặp ông ấy nhá. Đi. Đấy, chuyện đấy để về nhà. Em quên mất. Đi. Này, các người làm cái gì thế hả? Chủ tịch đã phát hiện cô An ấy không phải là con gái ruột của ông ấy, cho nên đã hạ lệnh đuổi cô ấy ra khỏi nhà rồi. Tôi ấy chỉ làm theo lệnh của chú tôi thôi. Không thể nào, không thể nào có chuyện hoang đường như thế được. Không tin ấy, anh thử hỏi cô ta mà xem. Bố tôi không tin tôi là con của ông ta, cho nên lén tôi đi xét nghiệm ADN. Kết quả đúng như là ông ta mong muốn. Tôi chính là kết quả năm xưa bệnh viện trao nhầm. Không thể như vậy được. Sao?
tiếc vì công sức nịnh bợ con gái chủ tịch bấy lâu nay không thành à? Bây giờ ấy, ước mơ trở thành con rể chủ tịch ấy tan thành mây khói rồi. Mà tiện đây ấy, tôi cũng giới thiệu luôn, cô Huyền mới chính thức là con ruột của chủ tịch. Từ giờ cô ấy sẽ về đây thay vị trí của cô An. Chủ tịch đâu? Tôi muốn tìm ông ấy, hỏi cho ra nhẽ. Ông ấy không thể nào tuyệt tình với An như vậy được. Không cần phải gặp đâu, chủ tịch đang đi nghỉ dưỡng rồi. Chú tôi đã bàn giao hết lại công việc cho tôi. Từ bây giờ ấy, có việc gì cậu cứ thông qua tôi là được. Đúng rồi đấy, bây giờ tôi sẽ lấy lại những thứ đáng lẽ ra phải thuộc về mình. Còn cô ấy, cút về cái nơi ổ chuột của mình đi. Được rồi, nếu vậy thì anh nhắn với ông ta rằng tôi cũng xin nghỉ việc. Tôi không muốn công hiến cho những người tuyệt tình như vậy. Đi thôi à? Không tiến. À này, đây là nhà cũ của anh. Em chưa có nơi nào để đi thì cứ ở đây nhá. Anh xin lỗi, tạm thời chỉ biết đưa em về đây thôi. Nghèo nàn quá phải không? Như thế này thì làm sao mà tôi sống được? Tôi không ở đây đâu, tôi đi ra khách sạn đây. Ok à, thẻ ATM ấy đã bị chủ tịch tịch thu rồi. Tài sản giá trị cũng vậy. Bây giờ em lấy tiền đâu ra và trả khách sạn chứ? Tôi sẽ vay bạn bè. Thôi, em đừng có tốn công vô ích nữa. Chắc là chủ tịch đã thông báo cho bạn bè của em rồi. Em nghĩ họ sẽ nghe máy sao? Lúc ăn chơi thì không thiếu một ai, lúc hoạn nạn lại cùng nhau biến mất. Thế còn anh, sao anh không chạy luôn đi? Anh đâu phải ngờ như vậy đâu. Dạ. Wow, đây có phải là lớp trưởng ưu tú lớp mình đây hay sao? Mà sao lại đi làm phục vụ thế này? Ngoài giờ học ra ấy, tôi đi làm thêm. Cậu uống gì? Để tôi lấy. Đúng là sinh viên nghèo, vượt khó có khác. Thôi được rồi, lấy cho tôi một ly nước cam ép đi. Cậu đợi tôi một chút. Tôi xin lỗi. Mày đưa đây, mày đi đứng kiểu gì đây hả? Hỏng hết điện thoại của tao rồi, đây đi, 20 triệu đấy. Sao cơ? 20 triệu á? Tôi có làm cả năm cũng không đủ tiền đền cậu. Này, mày chưa thấy điện thoại đắt tiền bao giờ à? Hôm nay mày không đền tao ấy thì tao đập nát cái quán này ra. Anh họ làm cái gì mà ghê thế? Chỉ là cái điện thoại ghẻ thôi mà. Hỏng rồi thì để tôi bảo bố tôi mua cho cái khác mà dùng. Ê, anh chỉ đối với bạn học của anh tí thôi mà. Em được mách với chú nhá. Nhắc đến bố tôi là anh ngoan như cún ý nhở? Cũng đúng thôi, đang xây dựng hình ảnh cháu trai ngoan của chủ tịch mà. Cầm đi, đi mua vài cái khác mà dùng. Đừng có dở trò bắt nạt những người yếu thế hơn mình nữa. Anh nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy con gái xinh bao giờ à? Anh Hâm à? Sao tự nhiên lại tự cười một mình đấy? Alo, tôi nghe đây. Được rồi, anh cứ theo dõi nhất cử nhất động của hắn ta. Có gì báo tôi ngay nhé. Ok. Lần sau nghe điện thoại của người yêu ấy thì cứ nói trước mặt tôi cũng được, không cần phải lén lút thế đâu. Em đang ghen đấy à?
Tôi làm gì mà phải ghen? Chẳng qua tôi sợ người yêu anh thấy tôi ở đây lại đến gây sự thôi. Chắc chắn là em ghen rồi. Đây là phòng làm việc mới của em. Giới thiệu với em, đây là cậu Ân. Từ bây giờ ấy, cậu ấy sẽ là thư ký riêng của em. Dạ, em chào chị ạ. Có việc gì chị cứ sai bảo em. Thôi được rồi, giờ cậu ra ngoài đi. Tôi có chút việc cần trao đổi với Huyền. Dạ vâng ạ, em chào anh chị ạ. Nào, lui ra. Này, em đừng nghĩ em là con gái chủ tịch thật rồi nhá. Đừng quên, đây chỉ là màn kịch để lừa cái An thôi đấy. Mà này, khi mà cái An thay đổi được tính nết ấy, thì kiểu gì chủ tịch cũng đón nó về đây. Lúc đấy ấy, em nhận cát xê rồi biến. Ai chẳng biết thế. Anh cũng cần phải phụ như thế không? Anh đừng có quên, con An quay về thì thằng Tân cũng quay về đấy. Rồi, cái đấy ấy, em không cần phải nhắc. Em chỉ muốn vai diễn này kéo dài mãi thôi, không nhận cát xê cũng được. Được rồi, bây giờ ấy, anh sẽ đưa em đi tham quan công ty nhá. Đi. Mời em. Mình đã trách nhầm chủ tịch rồi. Thì ra để con gái thay đổi, ông ấy đã phải lao tâm khổ tứ không ít. Chủ tịch yên tâm, tôi sẽ giúp ông để mắt tay An. Trời ạ, phồng hết cả tay lên rồi. Anh đã bảo với em rồi, để anh làm cho, em cứ bướng thôi. Thôi, để anh làm cho. Nhìn anh đây này, thấy không? Nhẹ nhàng lắm, đâu có cần phải vất vả đâu. Mà biết được trồng rau lại vất vả như thế. Giờ em mới thấy người nông dân siêu nhân thật đấy. Tất nhiên rồi. Thế nên từ bây giờ ấy, em phải trân trọng từng hạt gạo, từng cọng rau, nghe chưa? Em biết rồi. Anh suốt ngày cằn nhằn giống như bố em ấy. Em quên. Giờ thì không phải nữa rồi. Anh biết. Em đang nhớ tới chủ tịch phải không? Không có đâu. Em với ông ta có máu mủ gì đâu. Em đừng cố tỏ ra ngang bướng nữa. Em lại còn không biết em đang nghĩ gì à? Em mất mẹ từ bé. Bố thì làm kinh doanh, không có thời gian dành cho em. Thật ra việc em nổi loạn ấy cũng chỉ để ông ấy quan tâm đến mình thôi. Chủ tịch quan tâm tới em nhiều hơn em tưởng đấy. Giờ rơi vào hoàn cảnh này, em mới biết tất cả những gì em có trước đây đều là sự quan tâm của bố. Giờ em cũng mới biết bố đã phải vất vả kiếm tiền như thế nào. Còn em thì chỉ biết phá phách thôi. Xem ra anh cũng đã thay đổi rồi. Mình có nên nói cho cô ấy biết sự thật không nhỉ? Mà thôi, để chủ tịch tự nói ra thì hay hơn. Càng chịu nhá. Một chút nữa thôi là xong rồi. Rau này là em trồng đấy, em giỏi nhở? 5.000 một mớ, nếu mà bán hết chỗ này thì em có thể mua cho anh được một cái áo mới rồi. Em giỏi lắm, trở thành một cô thôn nữ rồi đấy, lại còn biết quý trọng đồng tiền nữa. 1.000 đối với em cũng quý. Ai chờ,
Rau bó khéo quá nhờ. Chứng tỏ em cũng khéo tay đấy chứ. Úi giời ơi An, cô em họ của tôi nửa năm không gặp ấy mà trông em có vẻ bết bát quá nhỉ. Anh Đức, anh lại quên rồi à? Em mới là em họ của anh cơ mà. Anh xin lỗi, em ấy mới là em họ của anh, là con gái của chủ tịch công ty SVM. Còn cô ta ấy chỉ là hàng fake thôi. Này, đủ rồi đấy. Hai người tới đây làm gì? Ở đây không chào đón hai người đâu. Úi sợ quá, sợ chết mất tôi. Này, mày nghĩ ấy, mày vẫn là trợ lý riêng của chủ tịch hay sao mà tao phải sợ mày? Tôi nói cho hai người biết, anh Đức bây giờ đã là người đại diện của chủ tịch, thay mặt ông ấy điều hành toàn bộ công ty rồi, không còn là giám đốc bộ phận như ngày trước nữa đâu. Thế thì chúc mừng anh, nhưng mà phúc ai người đấy hưởng, tôi không quan tâm đâu. Úi trời ơi, đây có phải cô gái An mà tôi biết không nhỉ? Cuộc sống nghèo hèn đã làm cô hèn đi rồi à? Tôi nghèo chứ tôi không hèn. Tôi thừa nhận trước kia tôi suy nghĩ nông cạn, nhưng mà giờ tôi khác rồi, ai rồi cũng phải trưởng thành thôi. Tao không tin là mày sẽ thay đổi. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời mà. Ngày hôm nay ý, tao sẽ cho mày lòi đuôi cáo ra. Này, cô làm cái gì vậy? Dừng lại đi. Dừng lại. Ra. Mày. An. Mày. An. Em có làm sao không? Alo, cháu nghe đây ạ. Vâng, cháu sẽ về ngay đây ạ. Đi. Thế tóm lại là có chuyện gì? Bây giờ ấy, chủ tịch biết cái An thay đổi rồi. Bây giờ ấy, chủ tịch muốn anh đi đón nó để cho nó về thừa kế tài sản đây này. Cái gì cơ? Thế nghĩa là em phải dừng vai diễn con gái chủ tịch à? Còn cái gì nữa? Mà bây giờ nhá, cái An nó về thì thằng Tân nó cũng về. Bây giờ anh phải phục tùng hai chúng nó. Ôi, anh ấy lại không chịu nổi đâu. Em cũng không có tâm. Mà thôi, em yên tâm đi. Những cái gì thuộc về mình ấy, nó sẽ là của mình. Anh có cách rồi. Cách gì anh? Mọi chuyện là như vậy đấy cô An ạ. Tôi cũng chỉ đóng kịch theo sự sắp xếp của chủ tịch thôi. Mà cô An này, cô ấy đừng trách chú ấy nhá. Chú ấy làm vậy ấy chỉ để muốn cô thay đổi thôi. Mà cô thay đổi rồi còn gì, đúng không? Thế giờ bố em sao rồi ạ? Chú ấy lên cơn đột quỵ, nhưng may mắn ấy đưa vào viện kịp thời và đã qua khỏi rồi. Em yên tâm nhá. Các người muốn gì? Chỉ còn một tiếng nữa thôi là em họ anh lên đường rồi đấy. Cơ hội quay về là bằng không. Anh nói cho nó biết đi. Mà lạ nhỉ, người sắp chết mà vẫn một lý do à? Được rồi, em họ này, tao ấy đã bán mày cho bọn buôn người xuyên quốc gia. Chỉ lát nữa thôi, chúng nó sẽ đến đây và bế mày đi. Lúc đấy, tao ấy sẽ nhớ mày lắm. Khốn nạn. Bố tôi đối xử với cậu không tệ, sao cậu lại làm như thế với tôi? Không tệ, nhưng ấy, rất tệ với tao. Ông ấy viết di chúc nhiệm kế toàn bộ tài sản cho mày, nhưng tao ấy không được đồng nào cả. Công việc đấy, vị trí giám đốc đấy, anh còn muốn cái gì nữa? Giám đốc á? Giám đốc mà ông coi tao như một con chó. Mày nghĩ tao cần à? Giờ ông ấy mà biết tin con gái của mình bị mất tích nữa thì chắc chắn là ông ấy sẽ bị đột quỵ và thăng thiên thôi. Với cả tao với Huyền ấy, lấy tư cách là con gái ruột với cháu ruột thì nghiễm nhiên toàn bộ tài sản ấy sẽ thuộc về tao với cả Huyền. Thôi, sắp đến giờ rồi đấy, mình về thôi anh. Em họ à, ở đây nhá, rồi một xíu nữa thôi sẽ có người bế em đi. Đi. À.
An. Anh Tân. Anh lèo quá. Tất cả bằng chứng đã nằm trong này rồi. Em đã vất vả rồi. Cả cậu nữa. Cảm ơn cậu. Anh Tân! Anh Tân ơi! Thuấn, cậu đi từ công ty xuống đây à? Mọi chuyện gấp lắm rồi ạ. Có chuyện gì vậy? Cậu mau nói đi. Mọi chuyện là như thế đấy ạ. Bọn họ đang ủ mưu để đón cô An về, xong giữa đường thủ tiêu cô An đấy ạ. Tôi thật không ngờ bọn chúng lại độc ác như vậy. Thế còn bố tôi thì sao? May là chủ tịch vẫn an toàn, đang ở trong viện ạ. Em có ý này. Không được, như vậy thì nguy hiểm cho em quá. Nếu như mà không vào hang cọp ý, thì làm sao bắt được cọp? Đúng đấy ạ. Anh yên tâm đi, chỉ có như thế mới thu thập đầy đủ bằng chứng để tố cáo bọn chúng thôi. Em hứa sẽ cẩn thận mà. Cô cứ yên tâm, tôi và anh Tân ý sẽ theo sát cô. Đây là máy ghi âm, em cẩn thận nhé. Bây giờ ấy, tôi sẽ giao nộp bằng chứng này cho cơ quan chức năng. Hai người sẽ phải trả giá cho những tội ác của mình. Tao đã đánh giá thấp về mày rồi đấy. Mày rời khỏi công ty mà vẫn gài nội gián bên cạnh tao được. Tao không ngờ đâu đấy. Quá khen rồi. Biết thế tôi độc tôi không đóng kịch làm gì. Bây giờ thì hay rồi. Này, ai bảo cô tham? Cô nên nhớ cô là đồng phạm đấy. May cho các người là bố tôi vẫn còn bình an đấy. Nếu không tự tay tôi giết chết mấy người rồi. Thôi anh. Alo, chủ tịch à? Dạ vâng. Chủ tịch muốn gặp con gái này. Dạ vâng ạ, chúng con sẽ tới ngay. Con chào bố ạ. Bố muốn em đến bệnh viện gặp bố, nhưng mà phải mang theo cả con rể nữa. Con rể á? Ai cơ? Thì là anh chứ còn ai. Đi thôi.